chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó là motor gạt mưa phía sau của Kia Morning 2005-2007. Vâng, trên tay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người. Đó chính là chiếc motor gạt mưa phía sau của Kia Morning 2005-2007. Đây là em cùng mọi người nhìn tổng quan phía bên ngoài vỏ hộp của cái motor đấy. Hàng của hãng Kia Mobis. Đây là cái mã phụ tùng của nó. Đây là mã vạch của sản phẩm. Tất cả các cái ký hiệu ở phía bên ngoài của vỏ hộp thì nó đều có ý nghĩa như tránh va đập này, sắp xếp hàng theo trình tự, tránh bị nước mưa. Vâng. Tiếp đến là bây giờ em với mọi người sẽ cùng tìm hiểu phía trong của cái sản phẩm. Đây là cái kích thước của cái hộp. Cái motor được đựng phía bên trong của cái shop, shop bóp, cái shop chống va đập. Đây, bây giờ mọi người sẽ cùng em nhìn này, kỹ phía trong của nó này. Rồi ạ. Đây là mã phụ tùng của nó. Rồi. Đây là 3 điểm bắt ốc hình tam giác. Và cái răng để nó khớp với cả cái thanh chằng. Cái hàng của Kia Mobis nên là nhìn nó rất là sắc nét, từ gọi là những cái rắc cắm của nó đến những chi tiết nhỏ nhất con ốc. Vâng, rắc cắm của nó là rắc cắm kim. Đây là mã hàng của trên cái vỏ phía ngoài. Mọi người có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào ạ.